Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các em đến với khóa khoa học tự nhiên 7. Và ngày hôm nay thì cô sẽ cùng đồng hành với các em trong bộ sách, đó là sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài đầu tiên là phương pháp kỹ năng học tập môn khoa học tự nhiên. Vậy trong bài học này thì sẽ gồm có những nội dung chính gì? Bài học chúng ta thì sẽ gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về phương pháp tìm hiểu tự nhiên. Thứ hai là một số kỹ năng tiến trình học tập môn khoa học tự nhiên. Và thứ ba là sử dụng các dụng cụ đo trong nội dung môn học khoa học tự nhiên 7. Và cuối cùng ở đây là báo cáo thực hành. Vậy đầu tiên thì cô sẽ cùng các em đi vào phần 1 là phương pháp tìm hiểu tự nhiên. Trước tiên là cùng xem là cái khái niệm về phương pháp tìm hiểu tự nhiên là gì. Thì phương pháp tìm hiểu tự nhiên là cách thức để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống và chứng minh được các cái vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học. Cô lấy ví dụ như là sau khi mà các em tìm hiểu được có được cái phương pháp tìm hiểu tự nhiên thì các em sẽ cùng giải thích được các cái hiện tượng ở trong cuộc sống như là hiện tượng sấm sét này, mưa này, hoặc là vì sao sau cơn mưa thì lại có cầu vồng chẳng hạn. Đó. Và để tìm hiểu các cái phương pháp hay khác là cái phương pháp tìm hiểu tự nhiên ấy thì sẽ gồm có các bước cụ thể như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cùng đề xuất vấn đề cần tìm hiểu. Để đề xuất các vấn đề cần tìm hiểu, chúng ta sẽ quan sát và đặt câu hỏi cho vấn đề nảy sinh. Thứ hai, đó là đưa ra dự đoán khoa học để giải quyết vấn đề và dựa trên các cái tri thức phù hợp từ việc phân tích vấn đề và đưa ra dự đoán nhằm trả lời các câu hỏi đã nêu ở phía trên. Sau đó chúng ta chuyển sang bước thứ ba là đi lập kế hoạch kiểm tra dự án. Để lập được kế hoạch kiểm tra dự án này, chúng ta sẽ cùng lựa chọn các cái phương pháp, kỹ thuật rồi là kỹ năng thích hợp và các cái quá trình điều tra thực nghiệm để kiểm tra dự án. Và chuyển sang bước thứ tư là thực hiện kế hoạch kiểm tra dự đoán. Trường hợp mà kết quả không phù hợp thì chúng ta lại quay trở lại bước số 2. Còn trong trường hợp kết quả này đã phù hợp rồi thì chúng ta sẽ đi đến bước cuối cùng. Đó là bước số 5 là viết báo cáo, thảo luận và trình bày báo cáo khi được yêu cầu. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng áp dụng các cái bước của phương pháp tìm hiểu tự nhiên vào trong một ví dụ cụ thể. Ví dụ của cô đó là tìm hiểu mối quan hệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt với lại diện tích tiếp xúc của vật với mặt phẳng trên đó, với cái mặt phẳng mà vật đang chuyển động. Thì ở bước thứ nhất chúng ta sẽ đề xuất vấn đề. Và đề xuất vấn đề ở đây chúng ta cũng sẽ đề xuất vấn đề về tìm hiểu mối quan hệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt với lại diện tích tiếp xúc của vật với lại cái mặt trượt. Sau đó chuyển sang bước thứ hai là chúng ta sẽ đưa ra các dự đoán khoa học để giải quyết vấn đề. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó dựa vào các cái hiện tượng ở trong thực tế. Khi mà chúng ta đi một đôi giày đế hẹp thì chúng ta thấy là dễ bị trượt ngã hơn so với việc là chúng ta đi một đôi giày đế rộng, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái ý tưởng ở trong đầu, đó là có vẻ như độ lớn của lực ma sát trượt này đang phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật. Hay nói cách khác là diện tích tiếp xúc của vật càng lớn thì lực ma sát trượt này sẽ là càng mạnh. Đó là cái dự đoán, cái dẫn dắt chúng ta. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành đến cái bước thứ ba sau khi mà đã trải qua bước thứ hai. Đó. Bước thứ ba của chúng ta đó là lập kế hoạch kiểm tra dự đoán. Để có thể lập kế hoạch kiểm tra dự đoán thì cô sẽ dựa trên cái việc là chúng ta sử dụng cái gì ạ? Chúng ta sẽ dùng lực kế để đo lực ma sát trượt của cùng một vật chuyển động trên mặt bàn với những cái mặt tiếp xúc có diện tích tiếp xúc là khác nhau. Cụ thể như sau. Chuyển sang bước thứ tư, đó, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm cụ thể như sau. Ở đây cô sẽ tiến hành với hai cách. Một là đo lực ma sát trượt của miếng gỗ có diện tích tiếp xúc là 12 cm x 6 cm, có nghĩa là chiều dài là 12 cm và chiều rộng là 6 cm. Và chúng ta dùng lực kế để đo, đúng không ạ? Sau đó chúng ta lại tiến hành tiếp một cái thí nghiệm nữa. Đó là vẫn là cái vật này nhưng chúng ta để với cái diện tích tiếp xúc là nhỏ hơn. Có nghĩa là diện tích tiếp xúc lúc này của miếng gỗ chỉ là 12 cm x 3 cm thôi. Thì khi đó cô thấy là cái lực mà cô thu được ấy, lực hiển thị ở đây đều là 1 N. Đó.
Vì vậy nên chúng ta sẽ rút ra được cái kết luận đó là khi thay đổi diện tích mặt tiếp xúc thì độ lớn của lực ma sát trượt là không thay đổi. Vì vậy chúng ta rút ra được kết luận là độ lớn của lực ma sát trượt thì không phụ thuộc vào diện tích của mặt tiếp xúc. Đó là bước thứ tư. Cuối cùng chúng ta chuyển sang bước thứ năm là báo cáo kết quả và thảo luận về kết quả thí nghiệm. Tiếp tục thì các bạn hãy vận dụng các cái bước của phương pháp tìm hiểu tự nhiên vào một cái câu hỏi của cô như sau. Sắp xếp các cái nội dung, các thông tin khi nghiên cứu sự hòa tan của một số chất rắn theo các bước của phương pháp tìm hiểu tự nhiên. Chúng ta có các cái nội dung. Đầu tiên là tìm hiểu khả năng hòa tan của muối ăn đường đá vôi ở dạng bột trong nước. Thứ hai là dự đoán trong các chất muối ăn đường đá vôi ở dạng bột thì chất nào tan, chất nào không tan trong nước. Thứ ba là thực hiện các bước thí nghiệm. Đó là rót cùng một thể tích nước khoảng 5ml vào 3 ống nghiệm, thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 1g mỗi chất trên và lắc khoảng 1 đến 2 phút. Sau đó thì các bạn quan sát và ghi lại kết quả thí nghiệm và so sánh và rút ra kết luận. Tiếp tục là đề xuất thí nghiệm kiểm tra dự đoán, chuẩn bị dụng cụ hóa chất và các bước thí nghiệm. Cuối cùng ở đây là viết báo cáo và trình bày quá trình thực nghiệm, thảo luận kết quả thí nghiệm. Thì như các em biết là chúng ta vừa mới tìm hiểu về phương pháp tìm hiểu tự nhiên rồi. Chúng ta biết là phương pháp tìm hiểu tự nhiên thông thường sẽ có 5 bước. Vậy bây giờ các bạn sẽ sắp xếp các cái thông tin, các cái quá trình này. Quá trình nào sẽ là bước 1, quá trình nào là bước 2. Hoàn toàn tương tự đến bước số 5. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy bước số 1 chúng ta sẽ là gì ạ? Dự đoán trong số các chất là muối ăn, đường, đá vôi ở dạng bột thì chất nào tan và chất nào không tan trong nước. Đó là bước 1, là đề xuất vấn đề, đúng không ạ? Sau đó chuyển sang bước thứ 2 là chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái khả năng hòa tan của muối ăn, đường, đá vôi ở dạng bột vào trong nước. Sau khi chuyển sang bước 2 rồi, chúng ta sẽ sang đến bước thứ 3. Bước thứ 3 là chúng ta phải là đề xuất cái cách kiểm tra, đúng không ạ? Bằng cách là đề xuất thí nghiệm kiểm tra dự đoán, gồm có việc là chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, rồi là các bước thí nghiệm. Sau khi đã đề xuất được cái cách kiểm tra dự đoán rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là thực hiện các cái đề xuất đó. Đó là bước thứ tư, là thực hiện các bước thí nghiệm. Đó là rót cùng một thể tích nước khoảng 5ml vào 3 ống nghiệm, thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 1g mỗi chất trên và lắc đều trong 1 đến 2 phút. Sau đó quan sát và ghi lại kết quả thí nghiệm và so sánh với lại so sánh và rút ra kết luận. Sau khi đã có được cái kết luận ở bước 4 rồi thì chúng ta mới đi vào bước số 5. Bước số 5 là viết báo cáo và trình bày quá trình thực nghiệm, từ đó thảo luận và thảo luận kết quả của thí nghiệm. Đó là các cái trình tự của các bước được đề xuất ở trong câu hỏi của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung lớn thứ 2. Đó là tìm hiểu một số kỹ năng tiến trình học tập môn khoa học tự nhiên. Trước tiên là tìm hiểu về khái niệm đã. Ta có là các kỹ năng mà các nhà khoa học đã sử dụng để sử dụng trong cái quá trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên ấy, thường dùng ở đây thì người ta sẽ gọi đó là kỹ năng tiến trình. Và trong kỹ năng tiến trình, ta thường sử dụng một số kỹ năng như kỹ năng quan sát, kỹ năng phân loại, kỹ năng liên kết, kỹ năng đo và kỹ năng dự báo. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu từng cái kỹ năng này, xem đặc điểm của mỗi kỹ năng như thế nào. Thì đầu tiên vào kỹ năng quan sát và kỹ năng phân loại. Thì đối với kỹ năng quan sát thì chúng ta sẽ sử dụng một hoặc là nhiều giác quan để có thể thu nhận các thông tin về các đặc điểm này, về kích thước, hình dạng hoặc là kết cấu rồi là vị trí của sự vật, hiện tượng ở trong tự nhiên. Có nghĩa là gì? Bằng mắt chúng ta có thể quan sát được là cái chất đó nó tồn tại ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí, rồi là màu sắc của nó như thế nào. Hoặc là bằng việc là mùi của nó thì mình sẽ xác định được đó là mùi vị là gì, đúng không? Rồi cũng có thể xác định được hình dạng thông qua thị giác, vân vân. Đó là cái kỹ năng quan sát. Chuyển sang cái thứ hai là kỹ năng phân loại. Kỹ năng phân loại thì thực ra các bạn đã được tìm hiểu ở các lớp dưới rồi. Tuy nhiên, với các lớp dưới thì kỹ năng phân loại chỉ là gì ạ? Là các bạn biết, các bạn có cái kỹ năng nhận dạng các đặc điểm, rồi là tính chất đặc trưng,
rồi phổ biến của sự vật hiện tượng để mà xếp vào các nhóm thôi. Có nghĩa là người ta đã có những các nhóm sẵn rồi. Và bây giờ các bạn sẽ xếp các cái sự vật hiện tượng đó vào các nhóm. Nhưng ở trong chương trình học lớp 7 của chúng ta, trong môn khoa học tự nhiên 7, thì cái mức độ đòi hỏi sẽ cao hơn ở cái kỹ năng phân loại này. Đó là ở đây chúng ta, các em học sinh ấy, cần phải biết nhóm các đối tượng, các khái niệm hoặc là sự kiện thành các danh mục và theo các tính năng hoặc là đặc điểm được lựa chọn. Có nghĩa là các em sẽ phải tự biết cách phân loại vào các cái danh mục đó. Đó, tự đề xuất được xem là với một cái nhóm này, dựa trên các cái tiêu chí này thì chúng ta sẽ chia được ra làm bao nhiêu loại. Còn đối với các lớp dưới là người ta đã cho sẵn các em là các loại là gì rồi, các em chỉ việc xếp vào các loại thôi. Thì bây giờ lớp 7 chúng ta sẽ cần đòi hỏi một cái khả năng cao hơn ở kỹ năng phân loại. Vậy các bạn sẽ cùng quan sát hình 1.2 và cho biết hiện tượng nào là hiện tượng tự nhiên thông thường ở trên trái đất và hiện tượng nào sẽ là thảm họa thiên nhiên gây tác động xấu đến con người và môi trường. Đó. Thì ở trên này chúng ta thấy trong hình 1.2 này, đó là một số hiện tượng tự nhiên bao gồm là hiện tượng cháy rừng này, hạn hán này, mưa to kèm theo sấm sét. Và chúng ta sẽ phải phân loại các cái hiện tượng này vào hiện tượng tự nhiên thông thường trên trái đất và hiện tượng thảm họa thiên nhiên. Đó. Thì với các kiến thức mà các em đã có được thì chúng ta dễ dàng có thể xếp loại nó, phân loại nó vào các cái hiện tượng cụ thể. Như là hiện tượng tự nhiên thông thường ở trên trái đất thì gồm có mưa to và kèm theo sấm sét. Chúng ta thấy cái hiện tượng này nó gặp thường xuyên rồi. Còn đối với lại cái hiện tượng thảm họa thiên nhiên thì nó sẽ tác động xấu tới cuộc sống của con người. Ví dụ như là gì ạ? Cháy rừng hoặc là hạn hán. Đó là các cái hiện tượng này gọi là thảm họa thiên nhiên rồi nhé. Yeah. Vậy thông qua các hiện tượng vừa rồi thì em hãy tìm hiểu và cho biết cách phòng chống và ứng phó của con người trước các cái thảm họa thiên nhiên có trong hình 1.2. Thảm họa thiên nhiên có trong hình 1.2 đó chính là cháy rừng hoặc là hạn hán. Thì đối với mỗi một cái thảm họa này chúng ta sẽ đề xuất được các cái cách phòng chống cũng như là ứng phó trước các cái thảm họa cụ thể. Đối với lại các cái thảm họa thiên nhiên thì chúng ta sẽ phải di cư khỏi nơi cư trú nếu như thảm họa đó quá khốc liệt rồi là gây nguy hại đến con người và tài sản, hoặc là chúng ta phải thường xuyên cập nhật các cái thông tin và bổ sung thêm các kiến thức về cách nhận biết cũng như là quan sát các hiện tượng tự nhiên để sớm đưa ra các cái dự đoán. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm hiểu thông qua quá trình ở trong cuộc sống, ta sẽ phải biết cách tìm hiểu để có thể dự đoán được đó là khi nào thì sắp có cái thảm họa xảy đến, hoặc là theo dõi các cái thông tin như là dự báo thời tiết này để chúng ta sẽ đưa ra được các cái cách phòng chống làm sao cho ít ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta nhất. Chuyển sang cái kỹ năng thứ hai, đó là kỹ năng liên kết. Thì kỹ năng liên kết được hiểu là gì? Là chúng ta sẽ thực hiện các cái quá trình là sâu chuỗi các cái kiến thức chúng ta đã biết vào trong những kiến thức chúng ta chưa biết để có thể phân tích số liệu rồi là dựa vào những cái điều mà đã biết nhằm xác định các cái mối quan hệ mới của sự vật rồi là hiện tượng ở trong tự nhiên. Cô lấy ví dụ như sau này. Ví dụ chúng ta đã biết một cái thông tin từ rất lâu rồi, đó là cái quả hồng này khi mà chín thì nó sẽ có vị ngọt và nó có màu đỏ, đúng không ạ? Vậy thì liên tưởng đến cái quả hồng chín này, khi mà các bạn đi ra ngoài vườn rau, các bạn nhìn thấy quả cà chua, các bạn thấy là quả cà chua này nó vẫn còn màu xanh, đây, nó vẫn còn màu xanh. Thế thì chúng ta liên tưởng với cái kiến thức ở đằng trước đấy, kiến thức chúng ta đã biết đó là cái quả hồng ấy muốn chín thì nó phải từ màu xanh nó phải chuyển sang màu đỏ cơ. Vậy thì chúng ta có thể đưa ra được một cái dự đoán, đó là quả cà chua này vẫn là màu xanh, vậy thì có thể, đây chỉ là đưa ra dự đoán thôi các bạn nhé. Có thể là quả cà chua này nó vẫn chưa chín. Đó. Và thực tế ra cái dự đoán này của các bạn ấy, nó vẫn chỉ là ở mức độ dự đoán, nó có thể đúng và cũng có thể là không đúng. Nhưng đó là khi các bạn đưa ra được dự đoán như vậy, có nghĩa là các bạn đã có được cái kỹ năng liên kết giữa các cái vấn đề kiến thức mà các bạn đã biết để có thể dự đoán được các kiến thức mà các bạn chưa biết. Tiếp tục thì chúng ta lại có một cái câu hỏi như sau. Đó là hãy kết nối các thông tin ở cột A và cột B, tạo thành câu hoàn chỉnh thể hiện sự liên kết trong tìm hiểu và khám phá tự nhiên. Chúng ta có các thông tin ở cột A và cột B. Bây giờ việc của các em đó là gì? Chúng ta sẽ nối
cột A với cột B để thu được một câu hoàn thiện. Cô lấy ví dụ như một chẳng hạn. Ở cột A người ta đang nói rằng là nước được cấu tạo từ hai nguyên tố là oxygen và hydrogen, vậy nước có. Vậy thì nước có, mình ta đọc các cái thông tin ở đáp án ở cột B. A là đây cũng chính là nguyên nhân mà người ta cho rằng tạo ra từ trường của trái đất. Nó không liên quan gì đến cái vế trước là nước được tạo thành từ hai nguyên tố là oxygen và hydrogen, đúng không? Như vậy là không thể chọn A được. Nhưng B, dựa trên nhu cầu của cây trồng trong từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển thì cái này nó phải liên quan đến cái thằng 3 này cơ. Đó là lựa chọn phân bón của cây trồng thì nó mới liên quan tới cái việc là nhu cầu của cây trồng như thế nào. Rồi C, vai trò quan trọng của vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh. Rồi, như vậy là chúng ta phải nối một với lại cái thằng C nhá, nối một với C. Đó là được một cái câu hoàn thiện là nước được cấu tạo từ hai nguyên tố là oxygen và hydrogen. Nước có vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh. Vì cái quá trình quang hợp của cây xanh ấy thì cây xanh sẽ lấy carbon dioxide và nước để tạo ra oxygen và tinh bột hoặc cellulose. Chuyển sang ý thứ hai, nhân địa cầu được cấu tạo chủ yếu từ hợp kim của sắt và niken. Vậy thì đây cũng chính là nguyên nhân mà người ta cho rằng tạo ra từ trường của trái đất. Như vậy là hai chúng ta sẽ ghép với A. 3. Lựa chọn phân bón cho cây trồng thì phải dựa trên nhu cầu của cây trồng trong từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển. Như vậy là 3 thì sẽ nối với lại cái thằng B. Chuyển sang phần 3, chúng ta tìm hiểu về kỹ năng đo. Thì trong các cái phương pháp tìm hiểu tự nhiên được học ở trong khoa học tự nhiên 7 thì chúng ta sẽ phải tiến hành các cái quá trình đo, rồi là thực hành thí nghiệm. Và các cái kỹ năng đo này đã được các em đã được tìm hiểu ở trong môn khoa học tự nhiên 6 rồi. Chúng ta đã được tìm hiểu về cái quá trình đo khối lượng, đo thời gian, rồi là đo nhiệt độ vân vân. Rất nhiều kỹ năng đo đã được tìm hiểu ở trong khoa học tự nhiên 6 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhắc lại một số cái dụng cụ đo cũng như là cách tiến hành đo. Đối với các hình ảnh ở trên bảng, ta thấy quá quen thuộc rồi đúng không? Thứ nhất là cái thước dây dùng để đo chiều dài, đồng hồ thì đo thời gian, rồi nhiệt kế để đo nhiệt độ. Vậy thì các bước để thực hiện đo của chúng ta ấy sẽ gồm có 4 bước. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải ước lượng để lựa chọn dụng cụ rồi là thiết bị đo sao cho phù hợp. Thứ hai là thực hiện các phép đo và ghi kết quả cũng như là xử lý số liệu đo. Sau đó chuyển sang bước thứ ba là nhận xét độ chính xác của kết quả đo, căn cứ vào loại dụng cụ đo và cách đo. Và cuối cùng là phân tích các kết quả, thảo luận về kết quả nghiên cứu thu được. Đó chính là về kỹ năng đo. Nghĩa là khi chúng ta sử dụng kỹ năng đo, chúng ta ngoài việc là chúng ta sẽ phải lựa chọn dụng cụ đo rồi thực hiện đo có được kết quả thì chúng ta sẽ phải phân tích kết quả rồi là viết báo cáo và kết luận về kết quả đó. Chuyển sang phần thứ tư, chúng ta tìm hiểu về kỹ năng dự báo. Thì kỹ năng dự báo là gì ạ? Kỹ năng dự báo ở đây là kỹ năng đề xuất điều gì sẽ xảy ra. Dựa trên các cái quá trình quan sát, rồi dựa trên các cái kiến thức và sự hiểu biết cũng như là suy luận của con người về sự vật hiện tượng ở trong tự nhiên. Một trong những cái sự vật hiện tượng hay một trong những cái quá trình mà chúng ta thường gặp ở trong tự nhiên mà sử dụng cái kỹ năng dự báo đó chính là sau khi kết thúc bản tin thời sự, chúng ta thường thấy cái quá trình người ta dự báo thời tiết đúng không? Đó, thì để có thể dự báo thời tiết thì chúng ta sẽ thấy là các nhà dự báo thời tiết ấy sẽ phải làm gì ạ? Sẽ phải tổng hợp các cái thông số, phân tích các cái số liệu để có thể dự báo được thời tiết trong ngày hôm sau này và một vài ngày tới. Đó chính là người ta đang sử dụng cái kỹ năng dự báo. Và để có thể có được cái tìm hiểu kỹ hơn về kỹ năng dự báo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua những cái câu hỏi của cô như sau. Thứ nhất là khi carbon dioxide là nguyên nhân chính gây ra sự ấm lên của trái đất do hiệu ứng nhà kính, thì các em hãy quan sát hình 1.3 và cho biết nguyên nhân nào làm phát thải khí nhà kính nhiều nhất. Hãy tìm hiểu và đề xuất cái biện pháp làm giảm sự phát thải khí carbon dioxide từ nguồn này. Và đây chính là hình bao nhiêu? Hình 1.3. Thì trong hình 1.3 đây là biểu đồ có tỷ lệ phát khí thải nhà kính từ các nguyên nhân khác nhau.
Thì dựa vào cái biểu đồ này các em sẽ thấy có ba nguyên nhân chính và chủ yếu làm phát sinh khí thải khí nhà kính, chính là khí carbon dioxide. Đó là thứ nhất là sản xuất công nghiệp chiếm 21%. Thứ hai, sản xuất điện và nhiệt chiếm 25%. Và thứ ba là khai thác rừng và các hoạt động khác ở trên mặt đất chiếm 24%. Và ngoài ra thì nó còn có các cái nguyên nhân khác như là ở các nguồn năng lượng khác này, rồi là từ các quá trình như là xây dựng hoặc là giao thông thì nó cũng sẽ phát sinh ra các cái khí thải gồm nó chứa cái khí carbon dioxide. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ rút ra được câu trả lời. Nguyên nhân chính làm phát ra khí thải khí nhà kính ấy nhiều nhất đó là từ sản xuất công nghiệp, sản xuất điện và nhiệt, khai thác rừng và các hoạt động khai thác ở trên mặt đất. Đó là các nguyên nhân chính. Và sau đó các bạn sẽ phải đề xuất cái biện pháp làm giảm sự phát khí thải carbon dioxide từ các cái nguồn này. Thì chúng ta có thể là đề xuất các cái phương pháp khác nhau và các bạn cũng có thể tham khảo cái phương pháp của cô như sau. Cái biện pháp ở đây là đầu tiên là để giảm lượng khí carbon dioxide xuất phát từ cái nguồn là sản xuất điện và nhiệt thì chúng ta sẽ hạn chế cái quá trình phát triển các nhà máy nhiệt điện bằng các nhiên liệu hóa thạch. Thì các em biết được là để sản xuất điện hiện nay người ta đang dùng ấy thì đa phần là ví dụ ở nước ta chẳng hạn thì đa phần là chúng ta vẫn đang sử dụng là điện được cung cấp từ các nhà máy người ta sử dụng nước để tạo ra điện, đúng không ạ? Đó. Thế thì trong cái quá trình sản xuất điện như vậy thì người ta sẽ phải sử dụng các nhiên liệu hóa thạch để đốt và tạo ra năng lượng. Vậy quá trình đốt đó thì nó sẽ tạo ra khí carbon dioxide, như vậy là làm tăng cái lượng khí carbon dioxide vào trong không khí và nó dẫn tới cái sự ấm lên của trái đất, đúng không ạ? Vậy thì với cái phương pháp này, với cái ảnh hưởng này, chúng ta sẽ khuyến khích cái việc là hạn chế phát triển các cái nhà máy nhiệt điện và thay thế cái việc sử dụng các cái nhà máy nhiệt điện bằng cách là sử dụng nguồn năng lượng mặt trời này, rồi là sử dụng các cái lượng nhiệt từ các cái nguồn khác, năng lượng gió này, vân vân. Ngoài ra thì với học sinh chúng ta cũng có thể góp phần vào cái quá trình làm giảm thải cái khí carbon dioxide từ nguồn này bằng cách là sử dụng tiết kiệm điện. Sử dụng tiết kiệm điện thì chỉ phải sản xuất một cái lượng điện và nhiệt ít hơn thì khi đó chúng ta cũng sẽ giúp hạn chế tạo ra các khí carbon dioxide. Thứ hai là sản xuất công nghiệp thì có thể khắc phục được bằng cách là chúng ta đưa các công nghệ máy móc hiện đại để khắc phục lượng khí thải ra môi trường. Rồi là trước khi thải khí ra môi trường, ta sẽ phải có một cái hệ thống để xử lý khí thải làm sao cho vừa giảm được cái lượng khí carbon dioxide mà lại ít gây độc hại tới môi trường. Thứ ba là khai thác rừng và các hoạt động khác ở trên mặt đất. Thì một cái đề xuất, một cái biện pháp để có thể giảm được cái lượng khí carbon dioxide từ cái quá trình này đó là chúng ta sử dụng một cách tiết kiệm, lập kế hoạch khai thác rõ ràng và có biện pháp trồng rừng khôi phục các cái nguồn tài nguyên. Đó là một số cái biện pháp mà chúng ta có thể đề xuất. Tiếp tục chúng ta lại có một câu hỏi thứ hai, đó là tìm hiểu các thông tin trên Internet về nhiệt độ trung bình toàn cầu của trái đất trong khoảng 100 năm qua và suy luận về nhiệt độ của trái đất sẽ tăng hay giảm trong vòng 10 năm tới. Thì các bạn có thể tham khảo từ các cái nguồn thông tin ở trên Internet khác nhau, rất là nhiều các cái bài nói về cái nhiệt độ trung bình của trái đất trong khoảng 100 năm qua. Thì thông qua cái quá trình tìm hiểu trên Internet thì chúng ta rút ra được đó là chúng ta thấy có một cái đồ thị biểu diễn cái nhiệt độ trung bình toàn cầu trái đất như sau. Thì dựa vào cái bảng này, dựa vào cái đồ thị này, chúng ta sẽ thấy được đó là trong khoảng 100 năm qua thì nhiệt độ trung bình của trái đất vẫn đang tăng dần, được chưa? Và nếu như so sánh các cái số liệu, chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ trung bình của trái đất ấy, nó đang tăng lên khoảng 0,9 độ. Vậy từ đó chúng ta sẽ đưa ra được cái dự đoán đó là nếu như con người chúng ta không có các cái quá trình can thiệp làm giảm tải cái lượng khí carbon dioxide thì trong 10 năm tới nhiệt độ trái đất vẫn sẽ tiếp tục tăng. Đó là dự đoán của chúng ta.
Vậy thì cái dự đoán này đúng hay sai thì phải trong tương lai thì chúng ta mới đưa ra được cái kết luận đúng không? Và nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố xem là con người có đề xuất ra được các cái biện pháp làm giảm tải cái lượng khí carbon dioxide hay không? Hay là cái lượng khí carbon dioxide nó còn tăng hơn nữa? Đó, thì nó xuất phát từ nhiều các cái hướng khác nhau ở trong tương lai mà dẫn tới là cái kết quả của dự đoán có thể đúng hoặc cũng có thể là sai. Và cùng chuyển sang phần ba la mã, đi tìm hiểu về sử dụng các dụng cụ đo nội dung môn khoa học tự nhiên 7. Ở đây là một số dụng cụ đo điển hình thôi nhé. Phần 1 là cổng quang điện, đây là cái dụng cụ đo đầu tiên. Cổng quang điện thì là thiết bị dùng để bật hoặc là tắt đồng hồ đo thời gian hiện số. Và đây là hình ảnh mô tả cho cái cổng quang điện của ta. Đây là cấu tạo của cổng quang điện. Thì nhìn vào hình ảnh này các em sẽ thấy được là cấu tạo của cổng quang điện sẽ gồm có 3 bộ phận chính. Thứ nhất là bộ phận phát tia hồng ngoại là D1. Đây, D1 là bộ phận phát tia hồng ngoại. Sau đó đến bộ phận thu tia hồng ngoại D2. Đây là D2. Và thứ ba là dây cáp nối đồng hồ đo thời gian hiện số. Dây cáp nối với cái đồng hồ đo thời gian hiện số có nghĩa là ở đây dây cáp này các bạn nhìn thấy là có một cái phần đầu này sẽ được cắm vào cái đồng hồ đo thời gian hiện số. Đó chính là cái thiết bị đầu tiên là cổng quang điện. Chuyển sang tìm hiểu đến cái dụng cụ thứ hai là đồng hồ đo thời gian hiện số. Đồng hồ đo thời gian hiện số của ta thì hoạt động như một cái đồng hồ bấm giây nhưng lại được điều khiển bằng cổng quang điện. Vậy thì nó sẽ có cái mối quan hệ mật thiết giữa hai cái thiết bị này. Và đây là cấu tạo của đồng hồ đo thời gian hiện số. Trên hình này của cô thì gồm có hai mặt. Thứ nhất là mặt trước của đồng hồ đo thời gian hiện số và ở đây là mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu tạo của các cái loại đồng của cái đồng hồ này. Cụ thể đối với mặt trước của đồng hồ hiện số, đây là hình ảnh về mặt trước của đồng hồ đo thời gian hiện số. Vậy nó sẽ gồm có cấu tạo như sau. Thứ nhất, các bạn nhìn lên đây các bạn sẽ thấy có thang đo. Được chưa? Thang đo thì có ghi giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Và trong cái đồng hồ này nó sẽ có hai cái lựa chọn. Một là 9,999 giây và 0,001 giây. Và thứ hai là 99,99 giây và 0,01 giây. Thì thông thường với cái môn khoa học tự nhiên 7 chúng ta thường sử dụng cái lựa chọn thứ hai này. Thứ hai là phím mode. Phím mode này thì dùng để làm gì ạ? Dùng để chọn chế độ làm việc của đồng hồ. Thứ ba là reset. Chúng ta sẽ cho đồng hồ quay về trạng thái ban đầu. Và khi đó thì mặt của đồng hồ ấy nó sẽ hiển thị cái số đó là 0,0000. Đó, đó là cấu tạo của mặt trước đồng hồ hiện số. Chuyển sang mặt sau của đồng hồ hiện số. Đây là cấu tạo của mặt sau đồng hồ hiện số. Vậy cấu tạo này sẽ gồm có 4 là công tắc điện, 5 là gì ạ? 5 là 3 ổ cắm cổng quang ABC, 3 ổ cắm cổng quang ABC và 6 là ổ cắm điện. Đó. Đó là cấu tạo của một cái đồng hồ hiển thị số. Và như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về mặt trước, mặt sau của đồng hồ và tìm hiểu mối liên hệ giữa cái cổng quang điện với lại cái loại đồng hồ này. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm một đi trả lời cho một cái câu hỏi như sau. Đồng hồ đo thời gian hiện số thì được điều khiển bởi cổng quang như thế nào? Thì chúng ta có được đó là cái cổng quang ấy là thiết bị có vai trò điều khiển mở hoặc là tắt đồng hồ đo thời gian. Cụ thể, khi chúng ta chọn chế độ làm việc A đến B, thường thì đối với lại môn khoa học tự nhiên 7 chúng ta sẽ thường là chọn chế độ làm việc từ A đến B để đo khoảng thời gian giữa hai thời điểm A và B. Khi đó tại thời điểm A thì đồng hồ được cổng quang bật. Sau đó khi nó di chuyển, khi cái bật nó di chuyển đến cái điểm B thì đồng hồ đo cổng quang sẽ tắt đi. Và sau khi mà đến điểm B rồi thì trên đồng hồ nó sẽ xuất hiện số đo thời gian. Chúng ta đọc số đo thời gian ở trên cái mặt hiển thị này thì chúng ta sẽ có được cái thời gian mà vật đang chuyển động hay là vật đang hoạt động. Tiếp tục cô lại có một câu hỏi như sau liên quan tới cái việc là các bạn chọn chế độ thang như thế nào. Khi ước lượng thời gian chuyển động của một vật lớn hơn 10 giây thì chúng ta cần lựa chọn thang đo của đồng hồ số, thang đo nào của đồng hồ số và tại sao? Thì như các bạn được biết đó là cái thang đo ở trên cái đồng hồ ấy nó có hai chế độ là
9,999 giây và 0,01 giây. Và 99,99 giây tương ứng, đúng không? Thế thì trong này chúng ta sẽ phải chọn cái thang đo đó là 99,99 giây và 0,01 giây. Vì cái thang này nó sẽ có giới hạn đo cũng như là độ chênh nhỏ nhất phù hợp. Vì cụ thể là gì ạ? Trong cái chuyển động mà chúng ta đang cần đo này, nó dự đoán được, nó ước lượng được cái thời gian là lớn hơn 10 giây. Thế nếu như các bạn chọn là 9,999 giây thì cái thời gian giới hạn đo đó nó nhỏ hơn so với lại cái thời gian ước lượng này chúng ta không thể đo được hết, đúng không? Khi đó là nó sẽ dẫn tới là cái sai số của phép đo. Như vậy là với trường hợp này chúng ta cần lựa chọn thang đo là 99,99 giây là giới hạn đo đấy và độ chia nhỏ nhất là 0,01 giây. Chuyển sang nội dung cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần báo cáo thực hành. Ở báo cáo thực hành, chúng ta tìm hiểu về viết báo cáo thực hành thì nó sẽ theo cái khung chuẩn như thế nào. Đây là khung chuẩn để làm một bản báo cáo thực hành. Thì sẽ gồm có họ tên, lớp, ngày tháng, năm. Đôi khi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải viết báo cáo thực hành theo nhóm, thì chúng ta sẽ phải ghi nhóm và thành viên của các tên các thành viên trong nhóm. Ở giữa này chúng ta có báo cáo thực hành. Và trong báo cáo thực hành phải có đầy đủ các mục. Đó là mục đích thí nghiệm là gì, đúng không ạ? Thứ hai là cần chuẩn bị những cái dụng cụ, những cái hóa chất rồi thiết bị như thế nào. Thứ ba là các bước tiến hành. Thì đối với các bước tiến hành chúng ta sẽ phải liệt kê đầy đủ chi tiết xem các bước tiến hành là gì, phân công nhiệm vụ như thế nào. Và cuối cùng, bước thứ tư đó là kết quả. Kết quả thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng bảng số liệu. Rồi từ bảng số liệu đó chúng ta sẽ có các cái thao tác tính toán. Và với các kết quả tính toán đó chúng ta cũng nên rút ra các cái đặc điểm liên quan tới các cái kết quả đó, như là rút ra được nhận xét như thế nào, rồi là kết luận ra sao. Và cuối cùng đó là trả lời các câu hỏi nếu có của giáo viên. Đó là một cái bản báo cáo thực hành, một cái bản báo cáo thực hành mẫu. Tiếp tục là chuyển sang phần thứ hai là viết và trình bày báo cáo thuyết trình. Thì chúng ta có một số cái chú ý khi mà viết và trình bày các báo cáo thuyết trình cụ thể như sau. Khi mà chuẩn bị các bước để làm thực hành, để báo cáo thực hành rồi là để thuyết trình, thì chúng ta cần chú ý đó là chúng ta phải dựa trên các cái tiêu chí, là những cái yêu cầu, rồi là những cái mục mà đã được thầy cô giáo của các em hướng dẫn vạch ra. Tránh trường hợp đấy là thầy cô yêu cầu có một cái dàn ý rồi, phải đảm bảo các cái bước này A, B, C, D, nhưng các bạn lại đi tìm hiểu theo các bước là E, F, G, H. Như vậy là chúng ta đang đi lệch hướng theo cái sự hướng dẫn của giáo viên, đúng không ạ? Thứ hai là khi thực hiện các cái thực hiện ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện theo nhóm, theo tổ, với một cái kế hoạch chi tiết, trong đó có ghi các cái nội dung công việc, hoặc là người phụ trách là ai, rồi là tiến trình thực hiện như thế nào và sản phẩm thu được ra sao. Để hoạt động hiệu quả thì chúng ta sẽ ưu tiên là sử dụng các cái tư liệu mang tính chất trực quan, như là chúng ta sẽ có được các cái bảng biểu, tranh ảnh rồi là video cụ thể thì sẽ có tính thuyết phục hơn. Tiếp tục là về báo cáo thuyết trình. Một bản báo cáo thuyết trình thì cần tối thiểu đủ 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là mục đích của báo cáo thuyết trình. Thứ hai là chuẩn bị và các bước tiến hành. Thứ ba là kết quả và thảo luận, và cuối cùng là đưa ra kết luận. Đó là 4 cái mục mà bắt buộc một bản báo cáo thực hành nào cũng phải đảm bảo đủ. Khi các bạn thiếu một trong những cái mục này có nghĩa là các bạn chưa hoàn thiện được cái bản báo cáo thực hành. Đó. Và như vậy thì cái nội dung này cũng là nội dung kết thúc cho cái video bài giảng ngày hôm nay của cô. Hy vọng rằng sau khi các bạn tìm hiểu xong bài 1 này thì các bạn sẽ biết các cái bước của phương pháp tìm hiểu tự nhiên, cũng như là tìm hiểu và biết được một số cái dụng cụ đã được giới thiệu trong bài học. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.